Vâng, Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay buổi sáng ngày 20 tháng 1 đấy ạ, năm 2024, Sở Đồ Gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh Chí có địa chỉ tại xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tham quan sản phẩm đồ gỗ. Sau khi tham quan lựa chọn, anh đã chốt cho gia đình bộ ghế rổ chun tay cột 14 đấy ạ, đục dáng đào tiên, tay cuốn, chân móc, bộ gồm 6 món, bàn hộp, ngăn kéo. Cũng như mọi gia đình, anh đang ký nhận tất cả các chi tiết của bộ sản phẩm ghế rổ chun tay cột 14. Sở Đồ Gỗ Công Nhung cũng chia sẻ là ghế rổ chun tay cột 14 thì thường thường có giá dao động từ 40 triệu cho đến 55 triệu một bộ, tùy độ đẹp, độ đồng đều của từng bộ nên giá cả dao động khác nhau. Hiện tại Sở Đồ Gỗ Công Nhung đã dựng xong trên 200 bộ ghế rồi, đang được bày trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang là tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, và cơ sở Yên Bái, cơ sở 3 đấy ạ, tại cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị về tham quan thực tế ạ. Thường thường là tất cả để mộc. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ ký nhận toàn bộ phần mộc. Sau đó Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà. Và cũng có một số bộ đã phun rồi. Bộ nào phun rồi thì các bác đánh dấu và vận chuyển luôn. Ghế rổ chun Sở Đồ Gỗ Công Nhung có tay 12, tay 14, tay 16, tay 18. Có dáng đào tiên, dáng nghê bảo đỉnh, dáng hộp cuốn thư. Ngoài ra có mẫu hoàng gia, các loại gỗ điển hình như đinh chun, gỗ đinh hương, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ đến Đồ Gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Ở đây trong gian trưng bày quá nhiều luôn. Ngoài bàn ghế, kệ, tivi, đồng hồ, lục bình, hoành phi, câu đối, sập ngồi, sập thờ, giường, tủ quần áo, vân vân, rất nhiều. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, mình sẽ được thoải mái lựa chọn ưng sản phẩm nào. Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, và buổi sáng nay một lần nữa xin được cảm ơn gia đình anh Chí có địa chỉ tại xã Hồng Đức, tỉnh Tuyên Quang đến ủng hộ bộ ghế rổ chun tay cột 14. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan sản phẩm. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, làm ăn gặp may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những buổi giới thiệu tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn ạ.